cơm đang cá đi chơi sớm nay trời mát hả? Địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Thì hôm nay em có lên cho mình lô máy cắt cỏ chữ K 13 máy ha. Trong đó có hai loại khác, em có pha vô chung với mình là một bình xịt thuốc 15 lít và một bình xả phân xả lúa gì đó ha, loại 8 lít nha. Đó. Mấy cái bình này là hàng nghĩa địa nội Nhật Bản nha anh em. Anh em về chỉ việc là đổ xăng pha nhớt vô thì mình sử dụng thôi. Đây em sẽ giới thiệu sơ lược về lô máy cho anh em nha. Honda GX 31 nha anh em. Tôm gờ tôm lớn bố lớn ha. Rồi Maru Yanma 32cc nòng 38 ly. Tanaka 30cc nòng 36 ly. Austin 260 nòng 34 ly chạy chế hai kim nha. Anh em nào mà tín đồ của Austin thì nên tham khảo ha. Makita 26cc chạy chế hai kim. Ga đồ hai chế độ vừa bóp vừa giữ luôn. Kawasaki TG 24-25 ha. Maru Yanma vừa có trợ lực vừa tôm nhôm tôm gờ luôn nha anh em. Echo 260, em xin lỗi 240 có trợ lực. Tanaka 2 chống cực kỳ đẹp, gọn nhẹ chạy khỏe. Kubota 22cc 32 ly. Cuối cùng là Makita 2 nòng 30 ly. Rồi, mấy anh xem kênh thấy hàng đa dạng, bán hàng uy tín chất lượng ha. Thì mấy anh nhớ cho em xin một nút like nha. Đây, còn nào khách mới thì mình nhắn vô đăng ký kênh để xem được nhiều loại máy đa dạng phù hợp với mình nha. Rồi mấy anh mua hàng thì liên hệ giùm em nè. 0913136620. Số này có Zalo, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị ha. Rồi bên em nhận ship hàng toàn quốc, được xem hàng, test nổ máy trước khi nhận, đặc biệt là bên em không lấy cọc nha. Cho nên anh em coi cho kỹ rồi mình hãy chốt đơn nha anh em. Đó. Sao kèm theo 6 món phụ tùng. Ví dụ như là cái máy chịu 250 là em đã bao phí vận chuyển và kèm theo 6 món phụ tùng ha. 6 món phụ tùng của em thì có một cán cỏ nè, một sợi dây đeo, một cái lục giác 4, một tiếp mở bugi đầu dao, một cái đĩa dài bo tắc và kèm theo là một cái ổ đánh cước có dây cước cho mình nha. Đó, tổng 6 món. Còn đĩa tròn này là như thế nào thì anh nào không xài ổ cước hoặc đĩa dài thì mình lấy đĩa tròn. Mấy anh nói cho anh lấy đĩa tròn ổ cước hoặc đĩa tròn đĩa dài hoặc hai cái đĩa tròn hai ổ cước hai đĩa dài vậy bên em sẽ quán đổi cho mình ha. Và đĩa tròn là đĩa zin của bên Nhật về nha anh em, theo máy về nó rất là dày dặn ha. Rồi thì bây giờ thời gian có giới hạn cho nên là em sẽ test mẫu máy cho anh em xem tham khảo coi được cái nào mình chốt cái đó nha. Rồi. Rồi. Vô thẳng vấn đề luôn. Rồi Makita công suất là 20cc nòng 30, cái này công suất nó 21cc nòng 31 ly nha anh em. Mẫu siêu đẹp ha, bình xăng lớn nè, rồi chụp giật có trợ lực luôn nha, chạy chế zin luôn nha anh em, chạy chế zin luôn ha, quanh rồ một kim ngang nha. Đó, tôm liền tôm nhựa nha, Makita dập nổi nè anh em thấy không, ga nè, tắt nè, một tay cầm, đây công suất nè, 2102 hay là 21cc đầu bồi zin. K1 30 ly 1.250.000 nha. Đó, anh em nào chốt cây này thì alo em. Nếu mà để một tay cầm như vậy mấy anh xài được thì quen thì mấy anh để, còn không thôi mấy anh nói bên em sẽ lên hai tay cầm miễn phí nha. Tại vì một tay cầm như thế này khi mà mấy anh phát cỏ vườn đó ha, rất là tiện gọn nha, không bị vướng víu nha mấy anh. Rồi, K1 1.250.000. Kế đó là cây Kubota 225 ha. Đó. Mày đừng có kêu trời với tao, tao hỏi anh Thanh rồi. Nó nói mượn cả 10 cái trả con cái à. Kubota 225 nha. Cái ưu điểm đầu tiên là có trợ lực nha anh em. Đó. Cái thứ hai là cực kỳ gọn nhẹ, tầm 3 kg mà tua nó chạy siêu là lẹ. Máy này chạy khỏe nha. Cái này thì bên em có lên chế mới chế hai kia mà nghe anh em.
bình sơn lớn zin ha, tắt máy nè, đó, bô khói nè, trắng tư luôn ha, tôm liền tôm nhựa nha. Đây có ốp lưng nè, hai tay đôi ga giữ nè, công tắc nè, trên ghi đông luôn, đầu bò zin. Mấy anh thấy như đó là đủ uy tín chưa? Ga ở đây, công tắc ở đây mà mấy cua ta này lâu lâu mới có hạn lần nha anh em, rất là có thương hiệu ha. Mấy anh chốt thì K2 giùm em nha anh em, 1.450.000 ha, 1.450.000 cho cây Kubota đó, gọn nhẹ. Rồi kế đến là cây Tanaka 2 chấm, Tanaka này thì công suất nó 21cc, nồng nó 31 ly nha ha. Chạy chế zin Wanbro le đỏ tự động nha anh em đó. Và đặc biệt là cái máy này, cái kim chỉnh nó nằm trên đây mà cái miếng nhựa nó còn luôn nè anh em. Cái đời máy này được gia chủ mình nhờ sử dụng cực kỳ là kỹ lưỡng ha đó, tem tuốt còn còn luôn nha, bình xăng lớn zin ha. Hôm nay em có ông khách, ông lên tới chỗ anh mua hàng với anh, do khách quen chỉ. Rồi cái anh khách mới đó, anh mua anh nói là cái le đỏ là như thế nào và le đỏ tự động là như thế nào, anh không biết xài. Hay rồi những cái anh nào mà có mua máy mà trường hợp giống như vậy thì mấy anh cứ điện trực tiếp bên Zalo, em sẽ hướng dẫn cho mình thế nào là le tự động và thế nào là le thường, để mấy anh biết cách sử dụng và hiểu máy rõ hơn về động cơ máy cái cổ của mình đang sử dụng nha anh em. Nói chung trên đây là thời gian nó có hạn cho nên là em không có giới thiệu trực tiếp kỹ lưỡng được, nhiều khi em nói kỹ mà nhiều khi mấy anh không có hiểu hết được ha. Thì cứ alo đi, em sẽ nói kỹ cho mình. Đó, 21cc, tôm liền tôm nhựa nha, công tắc nè, có chân trống nè, hai tay đôi ra giữ nha, trắng cỏ đầu bò zin K3 1.450.000 nha ha. Máy này thì em thấy trọng lượng tầm 3,5 kg nha mấy anh, mà được cái tua nhanh chạy khỏe nha, giá mềm đó. K3 1.400.000 ha. Rồi cái đến là Kyogit, này là công suất 24cc, nồng nó 34 ly nha anh em. Cái ưu điểm đó thì em thấy nhẹ đó, nhẹ về giật, tại vì chụp giật có trợ lực trả ha. Cái thứ hai là trọng lượng là tầm 3,5 kg nha. Chế chế thì chế zin ha, chế này biết tông ga nha anh em, bình sơn lớn zin ha, tôm liền tôm nhựa nha. Đó, ấp lưng nè, xịn chưa, hai tay đôi ga giữ, công tắc trên ghi đông, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở nha. Trắng cỏ đầu bò zin ha, K4 34 ly, 1.500.000 đồng nha. Em bao ship phụ tùng đầy đủ cho mình ha. Rồi buông ra đây, đó được rồi đó. Cái đến là Maru Yanma, nhìn qua điện thoại gì nó lớn chứ nó không có lớn đâu nghe anh em. Trọng lượng như cây này mấy anh nhìn mấy anh đánh giá sao, chứ em thấy đánh giá đây là tầm 3,5 kg 4 kg, tính luôn nguyên cây nha chứ không có tính đầu máy không nha. Rồi cái này là thương hiệu là Maru Yanma, ưu điểm là chạy có trợ lực giật nhẹ ha, trợ lực trả nha. Và cái thứ hai là tiết kiệm xăng, do thằng này sở hữu cái chế là chế zin quanh rồ nha, một kim ra ngang đó. Máy này thì zin toàn tập nha đó, không có cái gì là thế chấp vô đâu. Tôm nhôm tôm gà 260 ha, công tắc nè, đẩy xuống mở là đẩy lên, hai tay đôi ga giữ, trắng cỏ đầu bò zin ha, lốc dập made in Japan nha anh em. K5 32 ly, 1.600.000 đồng ha. Đó, cái những cái lợi, cái hại, cái lợi của cây máy mà tum nhôm tum gờ như thế này thì những cái cây, ví dụ cây này với cây này nó đều là tum nhôm hai vuông 260 hết, thì mấy anh có thể qua thấy lợi được ha. Nhiều khi mấy anh lấy cho mình lấy đầu máy mấy anh đấu vô mình xịt thuốc mình dư được cây láp, mình đấu qua chuyện khác đều được ha. Hoặc sau này máy nó có hư thì mình dư cái lắp, hoặc cái lắp nó hư thì mình dư được đầu máy. Thế qua thế lại nó rất là hay chỗ đó. Rồi K5 1.600.000. Cây này cũng y gan như K5 luôn nè, nó cũng vậy đó.
Kawasaki TG24, nòng 32 ly, công suất 24cc. Mấy anh nhìn máy rất là liền lạc và đẹp ha. Ốc nó dày nè, rất là dày dặn ha. Bình xăng lớn zin đó, còn quá đẹp. Rồi, cái này thì bên em có lên chế mới cho hai kim mà nghe. Do chế zin là khó nổ ha, cho nên bên em lên chế mới cho dễ sử dụng nha anh em. Lốc dập Made in Japan ha. Đó, ốc nè, trắng tư luôn. Tắt, mở ha. Rồi, tum nhôm tum gời nha anh em. Đấu xịt thuốc cũng được ha, cắt cỏ cũng được, đấu cái đầu bò vô mình bơm nước cũng được. Hai tay đôi ra giữ nha, đầu bò zin ha. Rồi giá cũng vậy nha, K6 32 ly 1.600.000 đồng nha. Em bao ship phụ tùng đầy đủ về cho anh em sử dụng ha. Cái đó là Makita. Sức là 26cc, nòng 34 ly nha anh em. Máy chạy cực ổn định ha, cực kỳ là ổn định. Sở hữu chế hai kim quanh rồ nha anh em. Bình xăng lớn zin nè, trắng tư rất đẹp. Nhiều khi máy này thì là sở đệ mới cho nên nó sở hữu là bô khói là bô ém nha anh em. Nhiều khi mình nổ mình nghe máy nó nổ sẽ không giòn, không có đâu, nó ém lại cho giảm cái hơi tiếng ồn lại đó. Anh nào thích máy mà máy nổ khỏe mà nổ nhỏ nhẹ thì mình tham khảo cái này ha. Đó, tôm liền tôm nhựa nha, Makita nè. Hai tay đôi ra nè, ra bóp nè, ra giữ nè, tắt, trắng tỏ đầu bò zin. Rồi mấy anh chốt thì K7 giùm em 1.700.000 nha anh em, 1.700.000 cho K7. Kế đến là Austin. Nòng 34 ly, công suất 26cc nha. Chế hai kim, chế zin quanh rồ nha. Cái này thì có bình xăng lớn nó bể, em thay bình xăng mới thôi. Còn bao nhiêu zin toàn tập. Austin là phiên bản của Đức sản xuất tại Nhật nha anh em. Đó cho nên máy chạy ngon khỏe lắm nha. Ha, cái này nè, nó thiết kế xuống đây. Xuống đây là bộ đỡ bình xăng nha. Đó, anh thấy im quá chưa. Tum liền, tum nhựa ha. Tắt nè. Mấy cái máy này, cái ưu điểm đó thì em thấy nó gọn nhẹ. Chạy nội lực, chạy khỏe đó. Cho nên là ví dụ mình phát tối ngày mà mấy anh đánh cước ha, dập cước tối ngày mà cỏ to cũng được, mấy anh phát lử cũng được. Nó nhẹ thì mình phát nó không có mệt ha, mà máy nó đẩy nhanh công suất cho mình. Rồi hai tay đôi ra giữ, trắng cỏ đầu bò zin ha. Là đầu bò cũng màu đỏ, trắng cỏ cũng màu đỏ, cùm cũng màu đỏ, áo máy cũng màu đỏ ha. Tông sẹt tông luôn. Nó đẹp. K8 3 tư ly 2 triệu ha. Bao ship phụ tùng này đủ. Kế đến là Tanaka 30. Công suất thì 30cc ha. Máy này thì chạy cực kỳ là khỏe nha anh em. Đó, mà anh nghe máy là biết là Made in Japan nè, anh thấy không? Bình xăng lớn zin rồi ha. Tum nhôm, tum liền nha, mà cực kỳ là dày dặn nha anh em. Le nó nè, đóng le nè, mở le là gạt lên ha. Hai tay đôi ra giữ, trắng cỏ đầu bò zin. Đầu bò có chén, chống ngòn đồ ốc. Anh nhìn chống cái đầu bò nó là nước sơn zin nha. Ở đây em không có làm để đâu nha anh em. Đầu bò sao để vậy, không chà không gì luôn đó, anh thấy không? Nhìn xịn sò chưa, rất là dày dặn luôn. 2 triệu nha, mấy anh chốt này thì K9 giùm em nha anh em. Thứ tự chốt là K9, cái đến là cây Maru 30. Rồi công suất là 32cc, nòng 38 ly. Chạy chế một kim ga ngang quanh rồ ha. Đó,
Mấy cái máy này là máy lớn, máy khỏe nha anh em. Trọng lượng thì tầm 5 kg trở lại hả, chứ nó không có quá bự đâu. Tum nhôm, tum gà 260 ha. Công tắc nằm đây. Lóc dập mắt in Japan, xuất xứ Nhật Bản nha. Hai tay đôi ga giữ nha. Cái cách dây ga nào cho đi em làm ngay ngắn đàng hoàng cho anh em an tâm. Đồ bò zin nha. K10 anh em ơi, 2,5 triệu nha anh em. Nhiều chuyện quá, ra đây. Rồi nè. Cái này là Honda GX31 nha. Rồi em sẽ trình bày cái máy này cặn kẽ cho anh em xem. Là cái này là Honda GX31 chứ không phải 35 nha. Lý do là cái tem nó bị còn có phần nữa vậy nè. Nó xấu quá cho nên bên em mới lấy cái tem 35 dán lên cho nó coi được nha anh em. Cái máy này nó không có zin ở hai chỗ. Thứ nhất là cái tem. Cái thứ hai là bình xăng lớn nó bể thì bên em thay bình xăng mới thôi. Còn bao nhiêu máy zin toàn tập ha. Chạy chế zin nha anh em. Chạy chế zin một kim ga ngang quanh rồi ha. Tem lớn, bố lớn nha anh em. Thấy uy tín chưa? Công tắc nè. Đó. Hai tay đôi, ga thì hai chế độ nè. Ga bóp nè, ga giữ nè. Kéo cái này xuống. Đó. Đầu gò zin. Rồi em chốt đơn cây này là K11 40 ly 3.200.000 nha. Rồi. Em sẽ sang kế tiếp là bình xịt thuốc. Bình này nó gánh là kêu gít nồng 34 ly nha anh em. Bình thì bình 15 lít. Đó. Cái này thì bên em có sử dụng cái bơm đó là cái này mới nha anh em. Chứ vô về rồi nó không có cho nên em thiết kế là cái này mới thôi. Này là 3 bét ha. Còn bao nhiêu máy này zin hết nha. Cái bát ga nè, cái công tắc nè. Bơm này bơm quạt nha. Đó, bơm quạt cho anh em mình luôn ha. Video còn dày dặn nha anh em. Rồi cái bình này em báo giá nha. Anh em nào chốt thì K12 giùm em ha. 1.700.000 đồng nha anh em. Rồi cái đến là cái bình xạo phân. Máy thì máy lớn mà cái bình đó thì bình nhỏ nha anh em. Em thấy cái này phù hợp cho anh em dùng miền núi á. Ít đất mình làm số lượng ít đồ đó ha. Hoặc là anh em miền Tây mình cũng được. Tùy theo mục đích xây dựng gia đình thì chốt nha. Chứ không phải nói gì mà không bán cho miền Tây. Anh em dặn em một cái cũng quan mạng nữa. Rồi test đi. Bụi. Rồi. Này là kêu gít ha. Chế zin máy zin hết công suất 31cc nha. Nồng 36 ly ha. Cái này thì mấy anh chốt đơn thì K13 giùm em nha anh em. 36 ly giá 1.8 ha, rất là gọn nhẹ anh em ơi, nhìn thấy cưng luôn. Đây. Đây 8 nè nha anh em. 8 đứt ha, đây quay đeo đồ còn dày dặn ha, ngon lành chắc chắn nha. Đây. Đầu bơm đồ còn nguyên si luôn nha. Đó, rất là đã nha anh em. 1.8 xài này là quá đỉnh luôn. Rồi anh em chốt đơn cái nào thì liên hệ em cái đó. Em chào và hẹn gặp lại anh em nha. Tạm biệt ha.